nhà mình ở gần chợ. Tuy nhiên, nhà nào cũng có miếng đất to và dài. Và đặc biệt, nhà nào cũng có cái giếng, không trước nhà thì cũng sau nhà. Đường vô nhà mình dài chừng 30 mét. Phía bên trái là đất nhà mình, phía bên phải là của ba nhà hàng xóm, chia theo lô, được ngăn bằng hàng rào dăm bụt. Điều đặc biệt là ba nhà hàng xóm đều đào giếng sát lối đi gần đường nhà mình. Ngày còn bé, mình hay qua nhà bác Việt chơi với đứa con gái của bác. Hồi đó, nhà ván hàng rào dăm bụt, cứ chui qua chui về như đi chợ vậy. Và chỗ đó cách cái giếng tầm 1 mét. Thời đó, cái giếng được xây thành giếng cao chừng 1 mét. Bác Việt rất hiền và hay giúp đỡ mọi người, và có thói quen hay tắm ngoài giếng vào buổi sáng. Hôm đó, mồng 1 Tết, như thường lệ, bác ra cái giếng đó tắm. Tắm xong, vô nhà, ngã quỵ xuống, co giật một hồi và chết. Nghe người lớn bảo là trúng gió nên chết. Sau cái chết của bác, tụi con nít trong xóm không ai dám qua nhà bác chơi, vì mỗi đêm đều thấy bác ngồi trên thành giếng cười ha hả. Mà chỉ mỗi bọn con nít nhìn thấy, người lớn thì không ai thấy, nên bảo bọn mình tào lao nói bậy. Nhà kế bên của anh Thuận cũng là con cháu của bác Việt. Sau một thời gian bác Việt mất, thì anh Thuận, cháu họ của bác Việt, tự nhiên bị thần kinh, suốt ngày nói lảm nhảm, đập phá đồ đạc. Có hôm thấy ổng chạy ra sau bàn thờ, cầm dây điện bước ra, cười kinh rợn lắm. Mấy ngày sau, thấy anh đứng trò chuyện lẩm bẩm với cái giếng. Mọi người ngủ trưa thì nghe tiếng hát thất thanh của chị vợ anh Thuận, cả xóm một phen nháo nhào. Mình chạy ra xem, thấy anh Thuận treo cổ chết bên cây mận cạnh cái giếng. Ông Tám hàng xóm đang bê ảnh xuống, vợ con ảnh khóc thảm thiết lắm. Những cái giếng này đều có người chết. Nhà tiếp theo trên đoạn đường nhà mình có cái chết còn ghê rợn hơn thế. Nhà cuối cùng sở hữu hai cái giếng nằm ở đầu đường nhà mình. Nguyên một đại gia đình ở chung một mảnh đất rộng. Bà ngoại cùng một đứa cháu nuôi ở một căn nhà bên phải dưới gốc cây táo già. Nhà bên cạnh là của con trai và con dâu. Gia đình này có 8 người con, 5 gái, 3 trai. Gia đình này làm bún tươi nên đào tận hai cái giếng. Một cái sau nhà bếp, cái còn lại sơ bụi chuối. Nhưng hai cái đào thẳng hàng nhau lắm và sát đường nhà mình luôn. Thằng Út nó tên Minh, mới có 5 tuổi đầu thôi. Ngày nào mình đi học đều thấy nó ngồi cạnh cái giếng chơi. Hai cái giếng đều đào lấy nước chứ không có xây thành giếng. Ban đêm đi không để ý là lọt xuống không hay. Cái giếng gần nhà bếp là cái giếng thằng Minh hay ngồi, vì cái giếng đào bên cạnh cây mít, rễ cây mít đâm xuyên 1/3 miệng giếng. Cái rễ to bằng cổ tay người lớn. Từ mặt nước giếng cách cái rễ cây tầm 30 cm, nên thằng Minh ngày nào nó cũng ra ngồi. Không những nó mà mấy chị em nó cũng thích ngồi quẩy nước vào buổi trưa dưới tán mít mát mẻ đó. Mà ngộ, cái giếng không bao giờ cạn nước, mặc dù nó chỉ sâu tầm 2 mét. Hôm đó trưa hè, mình với con em họ đi chợ mua bán về. Đi ngang qua nhà thằng Min, thấy chị nó đang vo gạo cách cái giếng 1 mét. Mình chào hỏi xong, hai đứa đi về nhà. Lúc đi ngang qua cái giếng, tự nhiên thấy lạnh sống lưng. Đang ăn cơm cùng gia đình, nghe la hét trước đường om sòm. Ba mình và ông nội chạy ra coi, mình cầm luôn chén cơm đang ăn dở, chạy theo coi có chuyện gì. Thấy toàn người lớn xúm lại, có ông ba làm thầy thuốc đông y trong xóm, xách ngược thằng Min chân lên trời, đầu thòng xuống đất xóc xóc. Người thằng Min nước mẹp, mọi người xôn xao bàn tán, chắc chạy té nên rớt giếng. Mẹ nó thì vừa chạy ngoài chợ về, thấy người ta xách ngược nó liền gào khóc, rồi xỉu tại chỗ. Bà ngoại nó thì ngồi thừa người ra khóc. Mấy bà chị, đứa khóc, đứa thì sợ chạy vô nhà.
Ba nó thì đi uống rượu chưa về. Sau một hồi sốc nước, cổng chạy vòng vòng thì ông ba lắc đầu, nó chết rồi. Nghe tới đó, mình sợ quá, rớt chén cơm xuống đất. Ba mình kêu đi vô nhà, con nít coi rồi, tối không ngủ được. Thế là mình chạy vô nhà mà không dám ngoái đầu lại. Tới chiều, khi nhà nó mang quan tài với đồ khâm liệm về, thì mình chạy qua nhà con em họ, nghe tình hình xem nó chết như thế nào. Thì biết là sáng nó đi ra chợ với mẹ nó để ăn sáng. Sau khi ăn sáng xong, mẹ nó cho tiền mua chè. Nó mang bịch chè về nhà, đi ra vườn khoe với bà ngoại và chị hai nó. Bà và chị nó đang trồng dâu lan cách cái giếng không xa. Nghe bà nó kể lại là nó cầm bịch chè tới cái rẫy mít ngồi ăn, thò chân xuống quậy nước. Chị nó còn nói cẩn thận, có chừng té. Lát sau, bà và chị nó trồng rau xong cũng trưa. Chị nó nấu cơm xong, kêu mọi người rửa tay ăn cơm, thì bắt đầu đi tìm nó. Kêu hoài không thấy. Lúc đó, bà ngoại nó kêu ra giếng tìm thử. Chị nó chạy ra giếng, thấy đôi dép nhựa nổi lên một chiếc. Một chiếc thì dưới đáy giếng, vẫn còn xỏ trong chân nó. Bà liền lấy cái cán giống quậy xuống giếng, xác thằng nhỏ ngôi lên từ từ. Bà la lên theo quán tính. Chị nó túm cổ áo nó lôi lên bờ rồi hô cứu. Quay lại nhà thằng Min, trời cũng sập tối, sương xuống. Bên cạnh cái giếng có chén cơm cắm ba cây nhang, khói nghi ngút mà rợn cả người. Trong nhà thì tiếng khóc não nề. Hai thằng anh nó học nội chú cũng đã có mặt tại nhà, cùng khóc như mưa. Mẹ nó thì vừa khóc vừa thều thào: hồi sáng con vừa ra quán ăn sáng với mẹ mà, mà sao giờ con bỏ mẹ mà đi vậy Minh ơi? Mở mắt ra đi con. Cứ thế mẹ nó gào thét, ngất lên ngất xuống mấy chập. Tối đó khi liệm thằng Minh, trời tối, quang cảnh u ám, rùng rợn hẳn. Bọn con nít trong xóm không đứa nào dám ra ngoài. Mình thì một phần sợ nên không dám về, ở lại nhà con em họ ngủ luôn. Khi bỏ nó vào quan tài, mắt nó trợn ngược lên, vuốt mãi không xuống. Mẹ nó càng khóc dữ dội hơn. Mấy bà chị khóc tu tu theo mẹ. Ba nó thì ngồi uống rượu, ngày nào cũng vậy, say rượu liên miên. Bỗng thằng nhỏ, thằng này anh kế thằng Minh, lên cơn co giật. Mắt nó nổi gân máu đỏ, trợn ngược nhìn trần nhà, lâu lâu liếc ngang liếc dọc. Cả nhà khiếp hồn chạy tới, bóp chân bóp tay. Dì nó thì bôi dầu mẹ nó. Vì một phen khiếp vía, khi thằng con nhỏ vừa ra đi thì thằng kế tiếp như vậy. Quá sức chịu đựng, bà xỉu tại chỗ. Lúc này nhà trên nơi đặt quan tài, một cơn gió lùa nhẹ làm các đèn dầu le lói tắt hết. Chú Năm, chú thằng Minh thắp lại đèn và thắp hương khấn bàn thờ tổ tiên và khấn thằng Minh, thì gió ngừng thổi. Mọi người dồn hết ánh mắt nhìn về thằng nhỏ đang co giật. Chú Năm liền cầm điện thoại gọi cho ông thầy. Thầy nói nấu một nồi cháo trắng, ít trái cây, bình hoa và giấy vàng bạc, thầy sẽ tới cúng. Nhà thầy cách tầm 3 km. Khi mọi thứ xong xuôi, thầy cũng đã có mặt. Mấy bà chị thằng nhỏ thì không dám ra ngoài vì sợ. Chỉ có thầy, chú Năm, ba thằng nhỏ và một số người hàng xóm qua phụ ma chay. Thầy bắt đầu cúng và sau đó rải cháo xuống giếng. Lúc đó trong nhà, thằng nhỏ bớt co giật và ngất đi. Thầy đeo cho nó một cái vòng đã làm phép và còn dặn là phải chôn thằng Min vào ngày mai. Hôm sau, mọi người chuẩn bị đồ cúng, vàng bạc, muối, giấy tiền rải đường. Hiện thằng nhỏ cũng tỉnh táo và mẹ nó cũng bớt khóc. Tuy nhiên, bà cứ ôm quan tài nhìn xa xăm, lâu lâu cười lên như điên dại, khiến ai thấy cũng xót xa. Sau khi thầy làm lễ trục phong xong thì làm lễ di quan. Hồi đó
chở quan tài bằng xe máy cày. Đường gập ghềnh, quan tài lắc tới lắc lui tội lắm. Tới nghĩa địa Hà Quan thì mưa như trút nước, lem nhem mãi mới lấp đầy hố huyệt. Vài năm sau thì nhà nó chuyển vào Sài Gòn sống. Cái giếng cũng được lấp, cây mít thì khô khốc rụng lá. Giờ mình đi làm xa, mỗi lần về đi ngang qua nơi ấy vẫn cảm thấy ớn lạnh.